Từ khi tham dự cờ giáp trận đấu đến nay, đây là Đường Vũ Lân lần thứ nhất rơi vào trong thế hạ phong, bị đối phương bức bách ra không thể không vận dụng ra vũ hồn để phòng ngự. Phốc phốc, hai tiếng, hai thanh chế thức hồi thần phiêu này bị vô cùng bền bỉ Lam Ngân Hoàng bắn ra, nhưng mà Lam Ngân Hoàng bản thân lúc này cũng xuất hiện ra nhiều chỗ tổn hại. Đó dù sao cũng là cơ giáp khí, cho dù là biến hóa thành Lam Ngân Hoàng, hơn nữa Đường Vũ Lân lúc này vẫn còn một đi liền là vận dụng ra Lam Ngân Bá Vương biến tiến hành ra biên độ tăng trưởng. Tại chấn động tầng số cao hồi thần phiêu này trước mặt vẫn chưa đủ dùng hoàn toàn ngăn cản, may mắn hay vẫn là bắn ra. Nhưng mà vừa với lúc đó, Đường Vũ Lân xác thực rõ ràng cảm thấy uy hiếp to lớn, lại uy hiếp này giống như đều từ chính chuôi thứ 3 hồi thần phiêu. Bởi vì tại tính toán của hắn bên trong, coi như chính mình Lam Ngân Hoàng hình thành ra phạm vi phòng ngự đồng thời, chuôi thứ 3 hồi toàn phiêu cùng hắn đã là bị ngăn cản trong phạm vi, nhưng mà chuôi thứ 3 hồi toàn phiêu này như trước là biến mất. Hết thảy thanh ấm hồn lực chấn động đều trong nháy mắt này chút nào không có tung tích, hơn nữa cũng hoàn toàn không tại ở trong nháy mắt này của Đường Vũ Lân. Nàng hồi toàn phiêu che giấu ra bản thân hơi thở của hồn kỹ, Đường Vũ Lân cơ hồ là không chút lựa chọn liền mở ra cơ sắp tên lửa đấy. Tha rằng đón phương hướng của Lăng Vũ Nguyệt tiến lên trên, cũng trong nháy mắt này hoàn thành tăng tốc. Tiếng cọ sát chó ta liên tiếp theo một cái trước mắt vang lên trên, cơ sắp của Đường Vũ Lân bên trong các loại dụng cụ điên cuồng lóe lên trên, cơ khung vòng bảo hộ này tổn hại, cơ sắp phần lưng tên lửa đẩy tổn hại ra 30%, lên như tốc độ của hắn lúc này chậm ra một chút, rất có thể ngay cả chính mình khoang điều khiển đều muốn bị cắt mở rồi. Thật là cường đại, đã bị sau lưng hồ toàn phiêu ảnh hưởng, Đường Vũ Lân lúc này vọt tới trước cờ giáp thân thể nghiêng ra một cái, liền hướng phía bên cạnh lằn ngã tới, mà dâng lên trên không trung này, Lăng Vũ Nguyệt lúc này lập tức là tốc độ, cũng mở ra chính mình tên lửa đấy, trên cao nhìn xuống, thẳng đến Đường Vũ Lân bay nhào tới, cái kia hai thanh bị bắn ra hồi toàn phiêu, dĩ nhiên đã về tướng của nàng cờ giáp bên trong hai tay, từ trên trời giáng xuống, hai thanh hồi toàn phiêu lúc này tự trực tiếp cắt ra về phía cờ giáp của Đường Vũ Lân. Quá mạnh mẽ, hết thảy đều được ở đối phương ở trong tính toán, đối phương hoàn toàn đã trở lên trên chiến trường trưởng khống giả. Đường Vũ Lân hay vẫn là lần thứ nhất gặp ra được điều khiển mạnh mẽ như vậy cơ giáp sư. Cơ giáp chiến đấu không lên là như vậy bằng vào tự thân năng lực nghiền ép xa đối thủ, tại sao có thể có xả hiệu như vậy điều khiển. Nhưng mà càng là trong lúc nguy cấp, Đường Vũ Lân tự thân tiềm năng cũng sẽ bị kích phát ra càng làm mãnh liệt. Ở trong tay hợp kim trường thương bên mặt đất này một điểm, cưỡng em chống đỡ ra thân thể của chính mình đào ngược, đồng thời phóng thích ra Lam Ngân Hoàng nhàn nhóm đệ nhị hồn kỹ, mạng lớn Lam Ngân Hoàng từ phía dưới bay lên trên, hình thành ra một mảnh Lam Ngân Hoàng sừng sậm một dạng đem cơ sắp của chính mình bảo hộ ở bên trong. Tại Lam Ngân Bá Vương biến, biên độ gia tăng trưởng ở dưới Lam Ngân đổ thứ trận vẫn là vô cùng mạnh mẽ, tạo thành cực kỳ tốt phòng hộ hiệu quả. Đang lúc Đường Vũ Lân cho rằng mình có thể thở phào nhẹ nhóm được một thời điểm đó, đột nhiên vô hình cảm giác được nguy hiểm lần nữa xuất hiện ra ở trong đầu của hắn. Không có lừa điểm do xứ, tên lừa đẩy lần nữa cưỡng ép ra mở ra. Không chỉ có như vậy, Đường Vũ Lân số cuồng không dám có chỗ bảo lưu ra. Ở trong cơ thể Long Hoạch nhanh chóng chậm xuống, dung nhập vào trong hồn lực trong nước xoáy. Tất cả Lam Ngân Hoàng ở trong khoảng khắc này đều biến thành màu vàng. Đinh, 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 keng một tiếng, liên tiếp xảy đặc tiếng va chạm ở bên trong. Đường Vũ Lân thình lình phát hiện ra, chính mình Lam Ngân đổ thứ trận hình thành ra mảng lớn Lam Ngân Hoàng cũng lại không ngừng bị gạt ra. Chua này ở lẽ ra Lam vòng hồn hoán hồi toàn phiêu đã gần ở trong sáng tấc. Cho dù là tại Đường Vũ Lân bản thân Long Hạch lúc này huyết mạch chi lực lượng, biên độ tăng lên trên phía dưới, Lam Ngân Hoàng lúc này cũng chỉ có thể là không bị cắt mở ra, lại bị cá kia hồi toàn phiêu từng cái đẩy ra. Hồi toàn phiêu bên trên thứ nhất, thứ hai, thứ ba, ba cái hồn hoán đều là hào quang tỏa sáng, vậy mà đồng thời phóng thích ra ba cái hồn kỹ. Có điều sát nhập vào trong Kim Long Vương huyết mạch Lam Ngân Hoàng đúng là vẫn ở trong đủ mạnh mẽ mềm dãi, thật to giản bớt ra chua này hồi toàn phiêu uy lực. Lực tàn phá kinh khủng này làm không khí chịu đựng ra động lắc lư, ở đằng kia hồi toàn phiêu dùng quanh, bày biện ra hoàn toàn đều là vặn vẹo quang mang. Đường Vũ Lân trường thương quay trở về chọn ra, thẳng đến cái kia hồi toàn phiêu điểm tới. Hồi toàn phiêu lên đại tứ hồn hoàn như trước ở trong nháy mắt này hào quang tỏa sáng. Nguyên bản toàn thân chỉnh vì là màu bạc trắng hồi toàn phiêu, đột nhiên biến thành màu cháy đỏ rực rỡ. Giống như bản thể bị đốt chói mắt hỏa diễm tựa như vậy, làm trường thương điểm phía bên trên đó ở trong nháy mắt. Đường Vũ Lân hoảng sợ phát hiện, cơ giáp của chính mình trường thương này cơ nhiên bị trong nháy mắt này liền cắt đứt, đã liền bị hắn khống chế nhanh chóng bay vụt lên trên Lam Ngân Hoàng, cũng đã bị nhào nhào chấn khai. Chuôi này xoay tròn ra cấp tốc hồi toàn phiêu trong chốc lát này đã đến cờ giáp của hắn trước mặt, mục tiêu chỉ đúng là hắn ở trong chỗ phòng điều khiển.
Điều này cũng thật sự bá đạo. May mắn cơ giáp của Lăng Vũ Nguyệt lúc này đã bị Nam Ngân Đồ Thứ Trận ảnh hưởng, không dám tiếp cận. Bằng không mà nói, Đường Phu Lân bây giờ thật sự không rảnh tay được đi ứng đối. Lén ra chế đầu rực rỡ hồi tuần phiêu tả mắt ra không có gì sánh kịp khí thế. Không khí chung quanh lúc này đều bị kịch liệt vặn vẹo, rót vào Kim Long Vương huyết mạch chỉ ở bên trong Lam Ngân Hoàng. Nó mặc dù là không cách nào cắt đứt, nhưng bản thân của nó một loại kỳ dị chấn động ra lực lượng như trước, có thể đem ít Lam Ngân Hoàng này nhào nhào triển khai. Chẳng qua là tốc độ thoáng chịu ảnh hưởng, đã đến trước mặt Đường Vũ Lân, trường thương chỉ có thừa ra một nửa. Hồi thần phiêu lúc này đã đến phụ cận, tránh cũng không thể tránh. Tên lừa đấy tổn hại giá, thanh âm đã sớm ra tại Đường Vũ Lân bên tai quanh quẩn rồi. Khán giả đã sớm toàn trường kinh hô, tất cả mọi người thấy đều là sắp tới xuống cận chiến cơ giáp. Đồng thời bọn hắn lúc này cũng bị cái kia hồi toàn phiêu cơ giáp sư sâu đậm ra rung động. Có thể đem hồi toàn phiêu khiến cho sủng hết loại trình độ này, nhất định chính là không thể nào tưởng tượng. Nhưng ngay vào lúc này không có người nghe được, nhưng là Đường Vũ Lân cơ giáp phòng điều khiển này ở trong vang lên chiến thở dài một tiếng. Khanh một tiếng, nghiền nát tiếng vang lên, Đường Vũ Lân cận chiến cơ giáp ở trong phòng điều khiển phòng hộ này bỗng nhiên là nghiền nát. Một cái màu vàng vòng móng tay này cứ như vậy mà từ trong phòng điều khiển ở trong đưa ra bên ngoài. Cùng thể tích vượt qua 5 mét hồi toàn phiêu so sánh với, con này màu vàng óng móng tay không thể là to lớn như thế nào, cũng căn bản không có đối phương cái kia hiểm mách ra khí thế. Nhưng đang ở đó hồi toàn phiêu lập tức ra, móng tay khép lại lẽ ra cháy đỏ rực rã hồi toàn phiêu, đi đối với khanh một tiếng lổ đúng. Im bật mà dừng, thời gian ở trong nháy mắt này giống như là đã dừng lại giống như vậy. Tất cả đều cho rằng thắng bại đã phân người đang xem cuộc chiến này đám trong chốc lát biểu lộ ra định trạng. Chuyện này, tình huống là gì? Vì cái gì ở trong cờ giáp chiến? Từ cờ giáp kia bên trong đưa ra một cái tay điểm chấn động ra công kích, dùng cờ giáp phòng hộ cháo để ngăn cản ra công kích, dùng cơ bản cờ giáp bản thân này thiết giáp hợp kim ngăn cản công kích, cái này rất thông thường. Thế nhưng mà chính mình cào nát ra cờ giáp bản thân phòng ngự, lấy tay để ngăn cản công kích, đây vẫn là bọn hắn lần thứ nhất nhìn thấy. Viễn trình cờ giáp của Lăng Vũ Nguyệt bên trên không trung này rõ ràng dừng lại một chút, chuôi này hồ toàn phiêu bên trong quang mang trở lên trên càng thêm mãnh liệt. Nhưng vô luận nó như thế nào lập lòe, nhưng là không tránh thoát được, đó hoàn toàn cùng với nó thể tích không thành tỷ lệ màu vàng long cháo. Ta cũng không muốn như vậy đâu, trong lòng của Đường Vũ Lân lúc này than thở một tiếng. Mà lên sau đó một khắc này, ngay tại hắn cận chiến cơ giáp ở sau lưng, một thân ảnh to lớn ngang nhiên xuất hiện. Giống một tiếng, trời á, đó là cái gì? Ở trên khán đài đã là nhiều tiếng hô kinh ngạc, mà cơ giáp của Lăng Vũ Nguyệt cơ hồ là không chút lựa chọn lém ra hai thành to lớn hồi toàn phiêu. Thế nhưng mà đối mặt với cá kia thân cao siêu qua 60 mét khổng lồ thân hình, làm cho hai thanh hồ toàn phiêu bay đến trước mặt thời điểm này, nó căn bản liền ngăn cản sợi ý tứ đều không có. Mặc cho chúng chạm kích bên trên người chính mình, sau đó cá kia hai cái thanh hồ toàn phiêu này giống như cùng với món đồ chơi bình thường bị bắn xa bay ra bên ngoài. Thân ảnh khổng lồ đột nhiên tăng tốc độ, sau đó liền hướng ra phía phương hướng của Lăng Vũ Nguyệt lúc này phát ra gầm lên một tiếng giận dữ. Đinh tai nhức óc tiếng giống giận này chấn động ra toàn bộ sân thi đấu, ở trong nháy mắt hết thảy này âm thanh đều bị áp chế xuống. Cận chiến cơ giáp của Lăng Vũ Nguyệt rõ ràng một trận, sau một khắc này cái kia thân ảnh khổng lồ cái đuôi liền vượt qua quét tới, hung hăng xúc đánh ra vào cơ giáp của Lăng Vũ Nguyệt bên trên. Oanh một tiếng, Lăng Vũ Nguyệt không cam lòng, Lăng thật sự không cam lòng, với tư cách là huyết thần quân đoàn vương bài cờ giáp sư một trong, tại trên việc cờ giáp thao tác này, Lăng là hoàn toàn xứng đáng cường giả. Thế nhưng mà hắn hiện tại chỗ có thể sử dụng đấy, ở trong thi đấu sử dụng đây chỉ là bình thường nhất chế thức cờ giáp, thế cho nên đối với âm thanh cách trở ra đều là có hạn, tại càng không có thể phát hiện ra được nàng thực lực chân chính. Nàng chỉ có thể trợn mắt nhìn, cờ giáp của chính mình phá thành mảnh nhỏ, chính mình tự ở trong trận đấu này truyền tống ra bên ngoài. Bá Vương Long thử xuất hiện ra đến chấm dứt trận đấu chiến đấu, trên thực tế chỉ dùng không đến 10 giây thời gian. Mà như vậy 10 giây thời gian ngắn ngủi, nhưng làm cho đây tất cả khán giả trong nội tâm đều sinh ra đồng dạng ý niệm ở trong đầu. Không công bằng, đây tuyệt đối không công bằng. Tại cơ giáp chiến đấu ở bên trong, rõ ràng ở trong vào tuyệt đối hạ phong, nhưng dựa vào không biết là đến từ đâu khủng bố cự thú ra giải quyết xong trận đấu. Đây là cơ giáp chiến, có thể tiểu đường kia sử dụng căn bản cũng không phải là cơ giáp lực lượng. Đường Phụ Lân cũng rất bất đắc sĩ, hắn hiểu được rằng tại cơ giáp điều khiển phương diện, mình là tuyệt đối không bằng đối thủ đấy. Nhưng trên thực tế, cũng không còn như vậy không công bằng, chính thương tạo thành uy hiếp đối với hắn mà nói, cũng là đối phương vũ hồn, mà không phải chế thức ra hồi toàn phiêu. Chế thức hồi toàn phiêu căn bản cũng không có khả năng phá vỡ làm ngân hoàng đấy.
Nhưng vô luận như thế nào mà nói, đối với ở hôm nay vị trí đối thủ, hắn là phát xạ từ nội tâm tự đáy lòng khâm phục. Đây là hắn từ khi bắt đầu thi đấu đến nay, lần thứ nhất chật vật như vậy. Hôm nay đối mặt với đối thủ này đúng là cường hãn, không chỉ là hắn thân đối với cơ giáp khống chế mạnh mẽ phi thường. Trọng yếu hơn chính là làng vũ hồn cũng rất mạnh, hai thanh chấn động tần số cao này hồi tuần phiêu, tăng thêm thêm cũng làng vũ hồn hồi tuần phiêu, tam xá hợp nhất. Quả thật là dễ sai khiến, từ đầu đến cuối đều một mực áp chế Đường Vũ Lân, nay ba thanh hồi tàn phiếu bị nàng dùng là xuất quỷ nhập thân. Cho dù Đường Vũ Lân đã thập phần cẩn thận rồi, nhưng hắn cái kia không chính hắn chấn thương ra thường pháp căn bản là không có thể phát huy ra được. Cảm nhận được vấn đề của chính mình cũng với khuyết điểm, cứ việc bên tai lộ ra vẻ hư xanh, nhưng trong lòng của Đường Vũ Lân lúc này nhiều cũng có thoải mái vô cùng. Nguyên lai, kỹ xảo còn có thể đạt tới kình cảnh như vậy. Chính mình những cái này tù luyện ra thường pháp đến nay, một mực đang thống khổ tù luyện thiên phú sở trí. Hiện tại xem ra, ngược lại là có một chút quá tại cửa đơn độc. Thường pháp không chỉ là có dũng cảm tiến tới, lại dũng cảm tiến tới lúc trước. Đầu tiên mình cờ giáp bản công này muốn càng vững chắc mới được. Hiểu rõ rằng những thứ này, Đường Vũ Lân ra trận đấu không gian về sau, nhanh chóng cắt đứt tình đấu chiến võng, trở lại ký túc xá về sau, cầm theo Hoàng Kim Long Thướng lên hướng về quân đoàn khu vực huấn luyện là chỉ tới. Đột nhiên hắn ý thức được rằng chính mình ở một phương hướng khác cũng là muốn tăng cường. Lăng Phú Nguyệt lúc này mặc vào quân trang, giấu che mình mỹ lệ tư thái, sắc mặt lúc này cực kỳ khó coi. Thi đấu vòng tròn ở bên trong này, thua trận một cuộc tranh tài này cũng không coi vào đâu, nhưng trận đấu này, nàng thua thật sự là biệt khuất.